Dạ rồi, em xin phép chào chị Kiều. Chị Kiều hôm nay thế nào? Vui. Vui không? Dạ vui. Cách đây 3 hôm về trước chị về đây thì chị khóc bù la bù lôm ha. Dạ. Khóc trời đất ơi mà khóc mà không tưởng tượng nổi ha. Hôm nay vui chưa? Dạ có vui. Giờ chị có thể chia sẻ cái cảm xúc hiện tại của chị như thế nào? Dạ rất là vui ạ. Con về rồi mình có ôm con mình khóc được không? Dạ có. Vẫn khóc nữa hả? Dạ mừng quá khóc. Khóc hoài, giờ lại chuẩn bị mếu mếu nữa kìa. Trời đất ơi. Không khóc nữa. Không khóc nữa ha. Dạ. Xúc động đấy thôi. Dạ. Con về mừng rồi. Dạ. Rồi giờ mình có lời gì mình muốn chia sẻ không? Dạ có. Mình nói đi. Thì nói chung em cũng không biết nói gì hơn. Thì bây giờ em cũng mừng là con em về an toàn với gia đình thôi. Dạ. Mình có lời nào mình cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp gia đình nhà mình không? Dạ có. Dạ. Hôm nay em dắt con em lên đây để gửi lời, gia đình em gửi lời cảm ơn tới cộng đồng mạng mấy ngày nay đã cố gắng tìm kiếm con em về giúp em ạ. Vui ha, Dạ vui. vui dữ không? Dạ vui nhiều lắm. Trời lại khóc nữa rồi, trời đất ơi đừng khóc nữa, làm ơn đi, khóc nấy đủ rồi Đâu nhá. muốn khóc đâu, tại Xúc mừng động quá. hả? Dạ. Buồn cũng khóc, mừng cũng khóc đúng không ạ? Đó là Dạ. cái tâm trạng, cái trạng thái, cái cảm xúc đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Chị cũng như bao người mẹ khác thôi, con đi thì cũng khóc nhưng mà con về thì mừng cũng khóc, nhưng mà thôi đừng khóc nữa nha, khóc nhiều hư mắt đấy nhá. Rồi, bây giờ em xin phép chuyện trò với con gái nhà mình nha. Rồi, chào bé. Chào chú. Bé Nhi đúng không? Dạ. Nhi năm nay 18 tuổi rồi đúng không? Dạ đúng. Nhi Nhi có thể nói cho chú cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là lý do nguyên nhân gì Nhi bỏ nhà đi. Tại con buồn với áp lực quá nên con đi. Đúng không? Bản thân con có xem hết cái video lần trước mà mẹ con cách đây 3 ngày mẹ con về đây nhờ các chú không? Dạ có. Con xem cái đó thì con mới về đúng không? Nhưng mà con thấy chú trong video đó chú nói đúng không? Đoán đúng trạng thái của con không? Dạ đúng. Bởi vì tuổi đời của con còn rất nhỏ, mới 18 tuổi mới trưởng thành thôi, nhưng mà rất tiếc rằng là con áp lực rất nhiều thứ, đặc biệt rằng là con, chú có thể nói một từ là con thiếu thốn cái tình cảm của người người cha đúng không? Dạ. Bởi vì cha ruột là bỏ con lâu rồi đúng không? Dạ đúng. Ít liên hệ và ít quan tâm, thậm chí là không có cấp dưỡng cho con được bao nhiêu đúng không? Dạ. Chú biết mà. Và sau đó thì con lớn lên thì đặc biệt rằng là mẹ mẹ đi bước nữa, nhưng mà cũng may mắn như mẹ chia sẻ thì cũng may mắn rằng là cha dượng vẫn thương. Và điều đặc biệt là cái mà để tạo cho con áp lực đó là kinh tế khó khăn, mẹ chưa có việc làm và có một cái số nợ mấy chục triệu đúng chưa? Dạ đúng. Vì đó mà mình áp lực mình bỏ đi hả? Dạ. Là mình đi là có ai rủ dê mình đi không? Dạ không, mà tự ý đi. Mình có lên mạng mình tìm việc làm không? Dạ không. Chứ mình hôm đấy mình đi đâu? Nói là đi Nha Trang làm. Trời đất ơi, sao mình biết ngoài Nha Trang có việc làm? Tại có người bạn ở ngoài. Rủ? Dạ. Nhắn tin hả? Bạn trai hay gái? Dạ anh gái. Ra đấy làm gì? Dạ cũng làm công ty. Vậy là khi đi đó mình mang theo những thứ gì đi? Dạ đem quần áo. Mình có từ biệt mẹ không? Dạ không. Không, mình đi vậy mình có dự định trong đầu là thành công sẽ về không? Dạ có. Đúng không? Mình nói là thành công mình mới về đúng không? Dạ đúng. Đi vậy có nhớ nhà không con? Dạ có nhớ. Khóc không? Mấy ngày? Hai ngày. Bé đi được mấy ngày? Tính tới thời điểm hiện tại. 5 ngày. 5 ngày. 5 ngày trời là có ngày nào được vui tươi không? Dạ không. Không hả? Nhớ ai nhất nhà? Nhớ mẹ với nhớ em nên. Nhớ mẹ với nhớ em. Thương mẹ thương em. Khi mà bé xem cái video ấy của các chú hiệp sĩ Bình Dương đăng lên ấy, lúc đó bé có khóc không? Dạ có. Thấy mẹ khóc thấy thương không? Trước kia là bé làm công việc bao bì hả? Dạ đúng rồi. Công việc đây sao, cực không? Dạ công việc khỏe. Làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Làm từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Là lương được nhiều không? Dạ cũng ít. Ý là làm được nhiều đưa cho mẹ hết nhiều đúng không? Dạ.
Mẹ về có hay tâm sự là phải đi làm để trả nợ không? Dạ có. Nhiều lắm đúng không? Mẹ nói sao? Thường thường mẹ hay nói sao? Hôm nay bé thuật lại cho chú nghe nào. Nói ráng làm trả nợ. Là ngày nào cũng vậy hả? Dạ lâu lâu mới nói. Rồi mẹ nói gì nữa không? Dạ không. Trước giờ bé đã quen ai chưa? Dạ chưa. Có bạn trai chưa? Dạ chưa. Thật không? Dạ thật. Phải không đó? Dạ phải. Vậy là lần này là bạn gái rủ ra Nha Trang đó là sao quen được? Dạ lúc trước làm công ty chung. Vậy là bạn nhắn tin là kêu trốn nhà đi hả? Dạ không có. Chứ bạn nhắn tin sao? Tại là cái này là tự ý muốn đi. Thật ra như này, đi là cái quyền của con, bởi vì năm nay con 18 tuổi rồi, quyền công dân của con. Nhưng con đi đâu con phải nói cho mẹ biết, bởi vì mẹ rất lo cho con nhá. Dạ. Bản thân chú cũng như rất nhiều cô chú anh chị khác, khi mà xem video lần đầu mẹ con về đây nhờ, rất là thương con. Bởi vì lần này con bỏ đi không phải là con hư hỏng, không phải là con theo bạn theo bè, không phải con là ăn chơi hoặc là chơi mạng xã hội rồi để nghe lời dụ dỗ để đi ra ngoài, để đi đàn đúm ăn chơi này kia, mà bản thân con là vì quá áp lực, gánh nặng trên vai. Chú đã từng nói là một cô gái mới 18 tuổi nhưng gánh nặng trên vai, cơm áo gạo tiền, thương mẹ thương em, lo cho gia đình rất nhiều. Con xem hết video đó chưa? Dạ con xem hết. Chú nói có những lời chú vừa nói có trong video đó không? Dạ có. Có đúng không? Chứ bản thân con là chú nhìn nhận là đâu phải là con hư hỏng hay là con ăn chơi bời gì đâu để mà con bỏ nhà theo bạn theo bè đâu. Cái này lỗi một phần là do mẹ con à. Chú nói nghiêm túc đấy. Bởi đôi khi thì mẹ tạo cái áp lực cho con quá. Nhà mình còn nợ nhiều không? Dạ. Bao nhiêu? Mình biết bao nhiêu không? Dạ 50. 50 triệu đúng không? Và chưa tính là tiền lời này đúng không? Dạ. Em bây giờ là em được mấy tuổi rồi? Dạ. Em nhỏ nhà mình á? Dạ em được 4 tuổi. 4 tuổi hả? Về gặp em thì có ôm em chưa? Dạ có. Em có nói nhớ chị hai không? Có. Em là em sau đúng không? Dạ. Nhưng mình vẫn thương bởi vì là cùng mẹ mà. Em là máu mủ ruột già của mình mà đúng không? Dạ đúng. Còn về thì ba sao? Ba nói gì không? Dạ có. Ba nói sao? Ba nói dạ được rồi mình. Bây giờ chú hỏi thật nhé, trả lời không có việc gì phải sợ nhá. Trong cái cuộc sống thường ngày của con á, mẹ là mẹ ruột rồi, ba là ba dượng, mà cái câu chuyện mà ba dượng với con thì đôi khi rất nhiều câu chuyện hơi nhạy cảm á. Nhưng mà chú muốn hỏi trước mặt con thực tế luôn là ba dượng có đối xử tốt với con không? Dạ có. Mình cứ nói thật đi, không việc gì phải sợ. Tốt thì mình nói tốt, mà không tốt thì mình nói không tốt. Dạ cha dượng tốt. Tốt không? Có bao giờ la mình không? Dạ không. Là có bao giờ mà con buồn cha dượng một phần nào đó cộng lại với cái việc là mẹ tạo áp lực mình bỏ đi không? Dạ không có buồn. Không có liên quan hả? Dạ. Không có liên quan gì đúng không? Dạ. Vậy là cha dượng rất tốt đúng không? Dạ. Xem con như con ruột đúng không? Dạ đúng. Vậy là được rồi, vậy là tuyệt vời rồi. Bởi vì các chú vẫn phải hỏi những cái câu này, đôi khi cái câu này hỏi vào thì nó không hay, nhưng mà các chú vẫn phải hỏi nhá. Dạ. Có gì thì bé thông cảm ha. Bây giờ này bé quay sang mẹ đi, nói với mẹ đi, xin lỗi mẹ trước. Xin lỗi ngon lành vào nào. Con xin lỗi mẹ nữa. Dạ. Không dám làm gì nữa. Rồi mẹ nói với con sao? Giờ thì con về thì mẹ bận rồi, mai mốt có đi đâu thì nói với mẹ một tiếng để mẹ đỡ lo. Rồi trong cuộc sống bây giờ mình có tạo áp lực cho con được không? Dạ không ạ. Thì mình nói với con đi. Giờ thì thôi, nợ thì từ từ mẹ cha gán làm gán trả chứ mẹ đâu. Thì con thì mẹ cũng phải nói nhiều câu như vậy để mẹ sợ con ăn chơi lêu lỏng đó. Còn bây giờ con thấy đi, con đi làm về con đưa tiền cho mẹ nhiều mẹ lấy nhiều, con không đưa thôi chứ mẹ đâu có bắt buộc con phải đưa hết đâu đúng không đó. Thì thôi bây giờ lỡ đi lần này rồi mẹ cũng khổ sở mới lên đây nhờ mấy chú nhờ cộng đồng mạng. Nói là thì thôi mai mốt có đi đâu mẹ ơi con đi chỗ đó. Điện thoại con nghe máy thì mẹ đâu có lo nhiều như bây giờ, con đi mẹ vẫn lo. Đó, làm mẹ làm sao không thương con được, giận thì nói vậy thôi chứ con mình sao không thương được.
Nhưng mà đi, ừ mẹ ơi con đi chỗ đó mẹ đừng lo, mấy bữa con về nó, con lỡ đi lần này rồi mẹ không, mọi buồn con thì buồn, nhớ thì nhớ chứ mẹ không có giận con gì hết á, tại vì con cũng còn nhỏ mới lớn lên đó. Này giận gì thế này, phải thương bé nhiều hơn nè. Thương mẹ mới lên đây mẹ tìm kiếm chứ mẹ không thương mẹ đâu có lên đây đâu. Thật ra cái số nợ 50 triệu đó rất là lớn thật, nhưng mà em như này, còn người còn sức khỏe là sẽ còn tất cả chị ạ. Nên mình cứ làm từ từ mình trả cho người ta nhá. Mình đừng tạo, thứ nhất là đừng tạo cho bé một cái áp lực quá. Bởi vì tuổi đời mới nhỏ mới lớn mà, đang hồn nhiên lắm. Thật sự cái tuổi này đang hồn nhiên lắm. Cái tuổi này là cái tuổi biết là đi lao động rồi, nhưng đang là cái tuổi ăn tuổi chơi, cái tuổi thanh xuân. Mà mình tạo một cái áp lực, một cái chuyện mà cơm áo gạo tiền như vậy, thì thật sự bé buồn hay bé suy nghĩ nhiều ấy. Bé ở nhà bé có hiền vậy không? Hiền vậy hả? Ít nói. Trời đất ơi, rất ngoan rất hiền mà. Trước giờ tóc có nhuộm bao giờ chưa? Dạ chưa. Sao mình không làm đẹp? Sao giơ hai cái bàn tay lên xem nào, có sơn móng tay móng chân không? Dạ không. Giơ cao lên. Không sơn luôn hả? Dạ không. Trước giờ không có chân dị luôn hả? Dạ không có. Sao vậy? Dạ tại không thích làm đẹp. Chứ không phải là tại vì mình thương mẹ thương em, nhà mình không có tiền rồi mình không làm hả? Phải không? Dạ cũng một phần đó. Trời đất ơi. Mình có mơ ước cái gì gì trong cuộc sống không? Dạ không. Chỉ cần đủ ăn với lại gia đình khỏe mạnh là được hả? Dạ đúng. Phải không? Dạ phải. Trời đất ơi. Thôi đừng có đi này nha. Dạ. Bởi biết sao không, như này. Thật ra thì cái nguyên nhân và lý do em bỏ bé bỏ đi á, thì tất cả cô chú anh chị xem video đã hiểu rồi. Nhưng mà bản thân chú vẫn muốn góp ý như này, bởi vì con còn nhỏ lắm, mới 18 tuổi mà. Đặc biệt là con gái đi ra bên ngoài thì đâu biết ai tốt ai xấu đâu, đúng không? Lỡ như gặp người xấu, trường hợp thứ nhất nó đưa vào nó bắt làm quán karaoke, massage, cà phê chòi, thậm chí nó bắt làm gái, lúc đó kêu ai đây? Đúng chưa? Kêu mẹ thì mẹ đâu nghe được, kêu người thân thì người thân ai biết đâu mà cứu được, nào cứu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó lừa. Trường hợp nó lừa nó bán qua Campuchia rồi, lúc đó sao đây? Nhà mình tiền đâu chuộc? Hơn 100 triệu nhà mình có tiền chuộc không? Dạ không. Làm gì có đâu mà chuộc. Nợ có năm mấy triệu còn chưa trả được kìa. Đúng chưa? Nên mình đừng có tự ý bỏ đi nhá. Dạ. Mình bỏ đi như vậy là rất là nguy hiểm. Rồi cái trường hợp nữa, bây giờ mình về rồi á, đặc biệt mình chơi trang mạng xã hội mình phải hết sức cảnh giác. Mình quen bạn trên mạng, nhưng mà mình quen với cái mức độ là bình thường thôi. Chú không có nói là cấm cản, nhưng mà mình quen mình phải tìm hiểu kỹ, bởi vì hiện nay là rất nhiều chiêu trò, đặc biệt là quen bạn trên mạng xã hội mình phải đề phòng cảnh giác. Cái trường hợp mà rủ rê đi đâu là mình không có tự ý đi nhá, không có yêu đương nhá. Yêu đương trên mạng thì có thể tình cảm thì có thể có, nhưng mình phải tìm hiểu cho kỹ xem cái người đó như thế nào nha. Còn đừng có yêu một hai ngày hai ba ngày mà nó xúi giục cho bỏ nhà đi, mình mà đi là thua đấy nhá. Chịu không? Dạ chị. Rồi bây giờ mình cảm ơn cô chú anh chị ông bà cô bác trên cộng đồng mạng đã giúp đỡ chia sẻ bài đăng, nhờ chia sẻ bài đăng nên mà mình bị thấy mình mới về được đó. Bé nói đi. Dạ con cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn mấy chú đã đăng video, con thấy rồi. Hai mẹ con ôm nhau cái con nào. Mừng chưa? mừng. Khóc cái nữa nào. Khóc đi. Giờ cho chị khóc đấy. Trời đất ơi. Nói khóc là khóc liền rồi. Thương ha. Dạ. Về bây giờ còn tiền bạc để làm cho bé món gì ngon ăn không? Dạ, có. Bé là bé thích ăn gì? Không thích ăn gì hả? Dạ. Mấy ngày trời có được ăn ngon không? Dạ, ăn bình thường. Cơm gì? Ăn cơm với cơm với cá hả? dạ Ở nhà với mẹ thì ăn cơm với gì? có gì ăn đó Có đòi hỏi không? Dạ không. Có cần ăn ngon không? Dạ không. Có thích mặc đẹp không? Không hả? Dạ. Giản dị vậy hả? Là chị hai thôi, cố gắng nha. Dạ. Nhà mình bây giờ khó khăn thì mình cố gắng, nhưng mà công nợ thì từ từ trả, mình đừng suy nghĩ cá nhá. Mình cứ đi làm đi, ông trời cho mình sức khỏe là có tất cả nhá. Dạ. Bây giờ mình làm mình trả từ từ, ví dụ như tháng này mình để dành ra 1-2 triệu thì mình lấy cái đó mình trả nợ, từ từ thì nó cũng hết à nhá.
mình đừng suy nghĩ là mình phải kiếm một cái công việc đó nhiều tiền để mình làm mình về trả nợ, nghe không? Dạ, được không? Dạ, được. Quyết tâm không? Quyết nào giơ tay nào, thế nào? Rồi rồi, ở nhà với mẹ với ba nhá, làm được việc gì về mình chăm em nhá. Dạ. Đừng có nghe theo chị mẹ, đi nguy hiểm lắm nhá. Rồi chừng nào tính chừng nào có bạn trai? Dạ chưa. Nhưng mà có thích từ trước giờ có thích ai chưa? Dạ có. Ai? Nói chú nghe nào. Ở đâu, tên gì? Nói đi. Như là lúc trước rồi. Dạ. Bây giờ hết thích rồi hả? Dạ hết. Bữa trước đi làm cho công ty có anh nào để ý không? Dạ cũng có. Có tán không? Dạ không. Không tán à? Mình có để ý người ta không? Dạ không. Không người hả? Ta để ý. Người ta để ý hả? Thôi ráng ở với mẹ chăm em mấy năm rồi đi. Mình chơi cho hết tuổi trẻ, hết đời thanh xuân đi rồi mình lấy chồng. Lấy chồng khổ lắm á. Dạ. Tầm 25, 26 lấy chồng là vừa rồi. Lấy chồng sớm khổ lắm nha. Ở với mẹ phải lo tiền bạc, mà bây giờ đi lấy chồng lại lo nhà chồng nữa nha. Từ từ lấy nha. Chơi cho hết tuổi trẻ, hết đời thanh xuân đi nha. Lấy chồng phí tuổi thanh xuân lắm nha. Dạ. Nghe không? Dạ nghe. Dễ thương ha. Rồi. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất là buồn cô chú anh chị ạ. Ban đầu chị về thì cách đây 3 ngày, chị Kiều là quê ở Hậu Giang, chị về chị có chia sẻ một câu chuyện. Thật sự bản thân em cho tới giờ phút này em vẫn giữ cái cảm xúc đó. Em vẫn khẳng định rằng là với chị cũng như tất cả cô chú anh chị rằng là bé Nhi rất là ngoan. Bởi vì cái cuộc sống áp lực cơm áo gạo tiền nên mà bé Nhi suy nghĩ rất nhiều. Tuổi mới lớn mà, thương mẹ thương em. Và đặc biệt mẹ thì số nợ gia đình nợ 50 mấy triệu, nhưng mà với một cái gia đình ở vùng quê cô chú anh chị, thật sự con số 50 triệu mà lên đây chưa có việc làm thì con số thì nó rất là lớn. Nên mà bé quyết định bỏ nhà và có để lại một cái dòng trạng thái là khi nào thành công con mới về để bé đi làm kiếm tiền về phụ mẹ, nuôi em cũng như là trả nợ. Nhưng mà bé may mắn rằng khi mà chị Kiều lên đây nhờ anh em thì đăng bài đăng lên, cũng như là anh em nhờ tất cả cô chú anh chị chia sẻ cũng như đi tìm thì bé đã xem được và bé đã quay về. Bé quay về và thật bình an và thật khỏe mạnh, thì điều đó cũng là một cái điều thật sự rất đáng quý. Nên rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị khi mà có con em mình, đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ, mình đừng có gây cho các con mình một cái áp lực gì đó. Và cái điều nữa là khi mình cho các con em mình chơi điện thoại, đặc biệt rằng là cái tuổi còn rất nhỏ 13, 14, 15, mình phải quản lý con em mình chơi như thế nào và mình xem là con em mình chơi các trang mạng ra sao, tránh các trường hợp là con em mình lên các trang mạng xã hội để rồi là sập bẫy của những đối tượng là việc nhẹ lương cao để bị lừa, bị bán qua Campuchia. Đó là cái điều đáng tiếc. Thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt chị Kiều cũng như là con của chị gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi cũng như đã chia sẻ lắng nghe hết video này. Em không biết nói gì hơn thì xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều. Thì hôm nay là hai mẹ con về đây báo tin vui cho anh em cũng như là cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Thì em xin phép đăng video này lên khắp các trang mạng xã hội để báo tin vui này nhá. Chị đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi bé Nhi đồng ý không? Dạ đồng ý. Anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp gia đình nhà mình là có lấy đồng tiền nào của gia đình nhà mình không? Dạ không ạ. Giúp miễn phí đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ em phải hỏi chị, bởi vì có rất nhiều cô chú anh chị muốn về đây nhờ nhưng mà cứ sợ mất tiền. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị nào mà cần tìm người thân thì cứ mạnh dạn liên hệ với số của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ hoàn toàn miễn phí, không tốn một đồng tiền nào hết nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi, cuối video em xin phép chào hai mẹ con. Dạ. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.